Chính phủ Hoa Kỳ hiện nay họ đang thúc giục chính phủ Trung Cộng phải nên đồng ý cho các người chuyên gia hỗ trợ để mà đối phó với cái cơn đại dịch corona. Các giới chức y tế của Hoa Kỳ một lần nữa họ đã yêu cầu chính phủ Trung Cộng nên chấp nhận cho các người chuyên gia Hoa Kỳ đến để mà hỗ trợ trong cái vụ bùng phát dịch vi khuẩn virus corona. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ CDC vào ngày 12 tháng 2 họ cho biết rằng họ chưa được mời để mà gửi các người chuyên gia sang bên Trung Hoa để mà hỗ trợ điều tra vụ bùng phát dịch cúm virus corona. Kế toán chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO họ đã đến Trung Quốc vào đầu tuần này và chính phủ Hoa Kỳ đã chờ đợi được chấp thuận để mà phái các người chuyên gia của họ tham gia. Bác sĩ Anne Shucha là phó giám đốc của cơ quan CDC. Bà nói với các người phóng viên vào ngày 11 tháng 2 tại câu lạc bộ báo chí tại Washington DC là những nhà dịch tế học, những nhà vi trùng học, các người chuyên gia về kiểm soát nhiễm trùng, các người chuyên gia chuyên về cách ly của Hoa Kỳ rằng là có rất nhiều điều để mà cống hiến và cái sự việc này nó có thể giúp ích rất là nhiều nếu mà chính phủ Trung Cộng có những người chuyên gia ở bên ngoài trong lúc cái dịch bệnh này nó đang lây lan bùng phát mãnh liệt. Các người chuyên gia của Hoa Kỳ họ hy vọng họ sẽ học được rất nhiều điều về cái căn bệnh này khi mà tìm cách để mà chống lại chúng. Vẫn theo bà Shucha, bà nói thì hiện nay đây là một cái điều rất là cấp thiết để mà đối với chúng ta hiểu được tất cả các con đường lây lan, hiểu được đầy đủ cái tính nghiêm trọng của cái vấn đề này. Và những cái điều này nó có thể giúp cho chúng ta biết được những cái ảnh hưởng có thể xảy ra nếu mà cái dịch bệnh này nó lan truyền ra nhiều quốc gia khác như hiện nay. Và kể từ đầu tháng riêng năm nay, Hoa Kỳ họ đã đề nghị gửi các người chuyên gia sang Trung Cộng để mà giúp chống lại vi khuẩn corona bùng phát. Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh CDC trong lúc ban đầu vào ngày 6 tháng 1, họ cũng đã đề nghị phái một toán chuyên gia Hoa Kỳ và vào ngày 27 tháng riêng, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, ông Alex Azar cũng đã nhắc lại cái đề nghị nói trên với người tương nhiệm của chính quyền Trung Cộng, đó là ông Ma Sau Vẻ. Sau khi mà Tổng Giám đốc của Cơ quan Y tế Thế giới là ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, ông ta đã đạt được một cái thỏa thuận với Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình về một cái toán chuyên gia quốc tế trong cái cuộc gặp gỡ vào ngày 28 tháng Giêng. Thì các giới chức của Hoa Kỳ họ cũng đã vận động để mà có các người chuyên gia Hoa Kỳ trong cái phái đoàn của cơ quan WHO để mà đến Trung Cộng. Bác sĩ Daniel Chertoff là người đứng đầu một cái khoa nhân lây nhiễm khẩn cấp tại Viện Y tế Quốc gia. Ông ta cũng đã nhấn mạnh đến cái sự cần thiết để mà gửi các người chuyên gia Hoa Kỳ đến Trung Cộng tại một cái hội nghị về vi khuẩn corona được tổ chức tại Viện Hudson vào ngày 10 tháng 2. Và cái tỷ lệ tử vong và cái sự việc mà lây lan nhanh chóng là những cái lĩnh vực cần phải nghiên cứu càng nhiều càng tốt. Ngoài ra thì Hoa Kỳ và Trung Cộng cũng có thể phối hợp để mà phát triển những cái loại thuốc vaccine và các phương pháp để mà chữa trị hơn là có những cái nỗ lực trùng lắp với nhau. Các người chuyên gia y tế của Hoa Kỳ cũng đã thúc đẩy chính phủ Trung Cộng phải sử dụng kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong sự việc kiểm soát cơn dịch bệnh này. Theo ông Lawrence Gaston là một người giáo sư về luật y tế công cộng tại trường Đại học Georgetown và giám đốc của Trung tâm Hợp tác về luật y tế quốc gia và toàn cầu của cơ quan WHO. Ông ta đã có lời nói với đài VOA là chính phủ Trung Cộng họ phải nên mời các người chuyên gia của tổ chức CDC và cho họ phải được tiếp xúc một cách hoàn toàn. Và ông ta cũng đã kêu gọi thành lập một cái phái đoàn đầy đủ bao gồm chương trình y tế khẩn cấp của tổ chức WHO của Hoa Kỳ, của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC và những người chuyên gia về nhiều kinh nghiệm trong sự việc chống lại dịch bệnh. Và họ cũng nói rằng họ cũng sẽ giúp để mà được tiếp xúc với tất cả các loại thông tin, những cái thông tin được kiểm chứng một cách độc lập để mà có được cái sự đối tác thực sự đối với Trung Quốc và để mà làm việc về cái cơn dịch bệnh bùng phát và để kiểm soát chúng.